Những dấu hiệu khiến bạn có visa vẫn bị từ chối nhập cảnh. Visa là một tấm thẻ mở cửa ra thế giới, đôi khi không đảm bảo rằng bạn sẽ có cơ hội đi được đến quốc gia mà bạn hằng mơ ước. Việc từ chối nhập cảnh dù đã có visa trong tay không còn là điều hiếm gặp nữa. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tại sao một số người tuy đã có chiếc visa trong tay rồi nhưng vẫn bị từ chối nhập cảnh và phải về nước nha các bạn. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những lý do từ chối nhập cảnh mà sẽ hay thường gặp nhất. Số 1, hộ chiếu và visa giả. Việc sử dụng hộ chiếu hoặc là visa giả là một trong những tình huống nguy hiểm nhất mà bạn có thể đối mặt. Thứ hai chính là thiếu giấy tờ quan trọng. Khi được yêu cầu, bạn cần phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan đến chuyến đi của mình. Thứ ba, đó là mục đích của chuyến đi không rõ ràng. Không có một lịch trình cụ thể hoặc thông tin địa điểm cụ thể để khiến cho quá trình kiểm tra giấy tờ trở nên khó khăn. Thứ tư chính là vận chuyển hàng cấm. Chúng ta mang theo vũ khí hoặc là ma túy có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Thứ năm chính là tiền án hoặc là khai gian. Tiền án hoặc vi phạm pháp luật trong quá trình xin visa có thể tạo ra những lý do bị từ chối. Thứ sáu, nếu có tên trong danh sách đen, nếu tên của bạn xuất hiện trong danh sách đen, bạn có thể bị từ chối. Thứ bảy là bạn nhìn khác trong giấy tờ, hình ảnh trong hộ chiếu hoặc visa không tương ứng với người thực sự. Thứ tám là mắc phải các cái bệnh truyền nhiễm vào nước của họ. Vào thời kỳ dịch bệnh, việc này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thứ 9 chính là khả năng tài chính yếu, không mang theo đủ tiền mặt hoặc là thẻ tín dụng có thể là một vấn đề. Thứ 10 chính là khả năng ngôn ngữ yếu, đặc biệt khi bạn đi du lịch một mình, khả năng giao tiếp yếu có thể là một nguyên nhân dẫn đến sự từ chối. 11 chính là không có vé máy bay khứ hồi, điều này có thể khiến cho họ nghi ngờ về ý định của bạn ở nước ngoài. 12, từng bị từ chối nhập cảnh trước đó, lịch sử từ chối nhập cảnh trước đó có thể ảnh hưởng đến quyết định của họ lần này. Nguyên nhân đặc biệt đối với người Việt Nam thì ngoài những nguyên nhân thông thường, người Việt Nam có thể phải đối mặt với những tình huống khó khăn khác bao gồm: 1. Không biết tiếng Anh. Việc không biết tiếng Anh có thể tạo ra nhiều khó khăn đáng kể cho những người muốn thám hiểm trải nghiệm cuộc sống ở nước ngoài. Ngôn ngữ là một cầu nối quan trọng trong việc giao tiếp và tương tác với người dân bản địa cũng như quan chức và các dịch vụ du lịch. Không biết tiếng Anh có thể tạo ra khó khăn trong việc thực hiện các giao tiếp cơ bản như là đặt phòng khách sạn, đặt món ăn, mua vé xe buýt hoặc tàu hỏa. Điều này có thể làm cho cuộc sống hàng ngày trở nên phức tạp và mất nhiều thời gian hơn. Người không biết tiếng Anh có thể bị cách biệt khỏi thông tin quan trọng, những hướng dẫn về an toàn, về sức khỏe khi đi du lịch. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự an toàn cá nhân và trải nghiệm về du lịch. Thứ hai chính là visa của bạn không rõ ràng. Có rất nhiều người đã bị lừa đi theo nhiều diện visa khác nhau, không chính thống. Hay bản thân của họ cũng không nắm rõ được loại visa mà họ đang có cấp để đi. Ví dụ như nhiều công ty sử dụng visa du lịch để tuyển người đi sang bên đó nước ngoài để lao động bất hợp pháp. Dù chính kẽ hở này của những loại visa này để lừa những người muốn đi. Thứ ba chính là cầm theo đồ vật đáng ngờ. Nếu bạn mang theo những đồ vật không liên quan đến mục đích của chuyến đi, có thể khiến cho họ hoài nghi. Không kể đến là những vật dụng bị cấm khi nhập cảnh và mang sang vào sân bay. Đã có rất là nhiều trường hợp mang theo những đồ dùng hay vật phẩm mà có thể được kiểm duyệt tại sân bay của Việt Nam, nhưng mà khi sang bên nước ngoài thì lại bị cấm và không được phép mang vào nước của họ. Đây cũng là một điều mà bạn đáng nên quan tâm. Vậy nên bạn cũng nên để ý chuẩn bị cho mình để giảm nguy cơ bị từ chối nhập cảnh. Có thể thực hiện các biện pháp như sau. Thứ nhất, học tiếng Anh. Chuẩn bị một vốn từ vựng tiếng Anh để trả lời các cái câu hỏi thông thường tại sân bay. Thứ hai, mang theo đồ phù hợp. Khi đi đến quốc gia có khí hậu lạnh, hãy mang theo đồ ấm. Thứ ba, ăn mặc lịch sự để tạo ra những ấn tượng tốt với quan chức nhập cảnh. Thứ tư chính là thái độ bình tĩnh. Luôn giữ thái độ bình tĩnh trong mọi tình huống gặp phải. Thứ năm chính là sắp xếp giấy tờ. In các loại giấy tờ quan trọng như đặt phòng khách sạn, các giấy tờ liên quan đến mục đích của chuyến đi. Mặc dù những từ chối nhập cảnh là một trải nghiệm có lẽ không ai mong muốn cả, tuy nhiên, bạn cũng có thể tránh được nó bằng cách chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và chú ý đến những yếu tố quan trọng khi xin visa vào nhập cảnh. Nhớ rằng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và việc hiểu rõ các quy tắc, quy định của quốc gia bạn đến sẽ giúp cho bạn tránh được những tình huống này và tận hưởng một chuyến đi của mình một cách suôn sẻ. Hãy để lại những ý kiến của bạn dưới phía dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về chủ đề này nhé. Nhớ vì video YouTube đề xuất những video có nhiều lượt like và share, các bạn có thể cho mình một like và share. Và đừng quên nhấn nút chuông phía dưới đăng ký kênh của Đào Quang Trung để theo dõi được các video hữu ích mỗi ngày nhé. Cảm ơn bạn đã xem hết video của Đào Quang Trung. Và nếu như bạn yêu thích video này, hãy cho mình một like, một share
và bấm vào vòng tròn ở giữa màn hình để đăng ký kênh của Đào Quang Trung. Và cùng comment để bàn luận thêm về các chủ đề mà bạn quan tâm. Mình sẽ sẵn sàng giải đáp cho các bạn.